Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tải và lưu trữ những trang web ở dạng offline. Thì cách tải này cho phép chúng ta là có thể xem được nội dung khi các bạn không có internet, hoặc là dùng để lưu trữ những tài liệu mà các bạn thấy hay khi lướt web. Thì để làm được việc này, các bạn phải đảm bảo cái version là Google Chrome của các bạn đang ở bản mới nhất, tức là cái bản 58.0.3029. Thì ở cái version này thì Google đã hỗ trợ cho chúng ta là lưu trữ trang web ở dạng offline. Thì bây giờ mình sẽ mở một trang web mà các bạn muốn lưu trữ. Đây, mình vô một cái trang này. Thì sau khi vô được trang web, các bạn nhấp vô cái biểu tượng menu 3 chấm này. Các bạn nhấp thấy thì xuất hiện một cái biểu tượng tải xuống. Thì các bạn chỉ cần nhấp vô đây thì cái trang web chúng ta sẽ được tải xuống. Và nhấp tải xuống. Rồi. Thì cách thứ hai nữa là các bạn nhấp và giữ vào một liên kết. Bây giờ mình nhấp và giữ vào liên kết này. Nếu mà sẽ xuất hiện một cái bảng pop-up, thì các bạn hãy nhấp chọn vô tải xuống liên kết. Thì lúc này cái liên kết của chúng ta cũng đã được tải xuống. Đây, các bạn tải xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tắt kết nối internet đi. Mình sẽ mở cái trang apply cho các bạn xem. Thì để mở được trang apply, các bạn vô phần menu. Bạn chọn tải xuống. Đó, thì lúc này những cái trang web chúng ta được tải xuống nó sẽ lưu ở đây. Thì các bạn cần nhấp vô đây. Đó, thì nó sẽ mở lại cái trang web chúng ta đã lưu. Các bạn lưu ý là nó sẽ xuất hiện biểu tượng ngoại tuyến ở trên thanh địa chỉ. Rồi, rất là đơn giản. Nếu các bạn không muốn lưu trữ những trang này nữa thì các bạn chỉ cần vô phần tải xuống. Đây, các bạn vô phần tải xuống. Rồi, các bạn nhấn và đè giữ vô những cái trang các bạn muốn xóa. Các bạn bấm vô cái biểu tượng xóa là xong. Rồi, mình đã giới thiệu với các bạn cái cách lưu trữ và tải xuống những trang web để xem apply. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.